Chào cả nhà ha. Hôm nay kênh Hoàng Huy chia sẻ cả nhà một loa kéo điện ha, hiệu của là OV ha. OV hiện giờ dàn micro và dàn quanh cơ đều có nguồn điện vào hết, nhưng mà dàn cục men đẩy không có nguồn điện vào ha. Đó, có OV nha. Loa này rất là hay nha cả nhà. Xài điện rồi rất ok, mình rất là xài loại lo xài điện là công suất sẽ mạnh mẽ hơn ha. Đây mình sẽ chia sẻ cho cả nhà tiếp. Cả nhà ha, cái lo OV này á, cái nguồn điện không vào mà trong cục men đẩy á nó không có điện vào ha, thì cả nhà cũng để ý cái điều này ha. Cái sợi dây nguồn này à, nó cũng là thường có cái sự cố nha ha. Đây là cái sợi dây nguồn ha, đầu hai chui, đầu cái chui cái là đầu là ba ổ ha, đó đầu của cái ba ổ đó. Cái dây cũ mình đã bỏ ra ngoài ngoài rồi ha, mình đã lắp cái dây mới vào rồi đó, mình bật nguồn lên ha, cả nhà thấy ok rồi ha. Bật công tắc nguồn lên thì thấy là có nguồn điện vào cho cục men đẩy liền ha, quá ok nha cả nhà. Nó thường là hư dây nguồn nha cả nhà, để ý nha. Nếu mà cả nhà có xem cái video này, cái dàn đồ mình gặp trường hợp mà cái lo có lo kéo OV này ha, cả nhà để ý nha. Một là cái cầu chì, hai là cái sợi dây nguồn đó ha, mình mua sợi dây thay vào nha cả nhà.